Good. Trò xe nít còn mắc hơn xe người lớn nữa. Hôm quay anh nhận nổi không? Ở phía luôn. Rồi nhẹ lại. Cái này lên dốc lên núi cũng vậy. Đó, nhiều khi lên dốc nó mình nhận này nhanh nhẹ lại thấy không? Nhẹ cái này vừa cho nó đó. Cái này ngon á. Đẹp không? Đẹp. Rồi đó, nó muốn cái màu đỏ thì mình về mình cho cái đồ dán mình dán đỏ. Đỏ vô nhẹ đúng không? Đúng không? Bây giờ đâu thấy. Chứ giờ xe đỏ kia kìa nó có mà nó không có cái đồ nhúng. Xe đỏ này nè, nhưng mà nó không có đồ nhúng. Thế nào? Nhưng mà xe đỏ đó nó khó chạy lắm. Phải không? Ừ, xe đỏ đó nè, là cái xe này nè. Phải không? Thì có chút xíu như sao chơi. Cái này giống như xe Honda vậy đó. Ở xe này chạy sao ta? Cái này cho con nít là cỡ thằng quay lình á. What? Gì vậy? Gì vậy? What? 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 Trời ơi, giờ tôi không biết. Cái gì vậy? Yeah. Wow. Woo. Lên chạy thử vòng rồi. Okay. I don't know this one. Thank you, Daddy. Thank you. Mommy, the mommy desire. So now I gotta pick it up. I desire your bicycle. You see your bicycle? Well, you make a new one. Yeah. And the other side too. The other side. Tại vì lạnh á. You see that? Yeah, phải mặc áo lạnh đi. Bữa nay lạnh lắm. Or you spell rockstar. Trời ơi ghê không? Trời ơi bây giờ phải spell chữ rockstar nữa các bạn. No, it's okay. Ghê quá. Giờ rồi chứ mommy phải. Sao muốn thấp lại? You have to watch out. Thấp vào. Cái này nó nói là cho phải wear your helmet. Yeah, helmet. Rồi đạp thử coi. I know that one. I want to open. Phải gỡ it. Ra chứ. Open it. Yeah. Đấy, tại vì nó không đẹp, nó không đẹp nó muốn gỡ ra. Lát gỡ. You can't do like it. Tại vì nó hiểu rồi, nó hiểu chữ này. Cao hả? Now you can make it short. Bring it down. Yeah, I want to bring it down. Bây giờ anh muốn bỏ helmet xuống. Yes sir, qua lên trời ơi, vừa ngáp rồi. Ok, qua lên đợi mẹ chút nha. Rồi. Không biết chưa? Không biết chưa? Bên đây là để chị đi đường phạm. Rồi. Yeah. Oh my god, it's too many stars. Rồi, rồi, vậy đi. Ok không? What happened? Kéo bắt đó lên. Ừ, kéo stand ra. I didn't know I had this. Rồi. What does this mean? Oh, stop. Đúng rồi đó, stop. Đúng rồi đó, thắng rồi. Đi có hai cái nhúng luôn chứ. Ừ, careful. Rồi đi xuống đi thử ra. Mẹ. Ừ. Sticker warning. Đi xuống. How about go back? Yeah, go yeah lại thôi. Ồ,
Trời ơi, vậy hả? Tới bây giờ. Ồ, dude! Dude! I got a new bicycle! Rồi, đạp ơi. I got a new bicycle! Be careful. And daddy too. Rồi, đạp ơi. Rồi, thả xuống luôn. Wow! Wow! Trời ơi, hai chiếc xe kìa. Ôi, nhiều bike. Chạy dữ quá. Nhiều bike chạy dữ quá. Ôi, chạy ngay. Từ từ nha. Không có đeo helmet gì chân hả? Ừ. Trời ơi. Từ từ á, đi lên. Từ từ. Rồi go. Rồi. Không có đeo helmet trên đầu chân chạy. Ồ, cái xe mới xe bự rồi làm cả. Xe nhìn giống ba mà đen thui luôn. Hai bên nhúng luôn bộ, nhúng trước nhúng sau luôn đó. Chạy im á. Ờ. Bởi vì nhìn anh chạy. Nó đạp nặng lại. Còn nhà nào có lên dốc á, you go up the hill, you turn it. Rồi đạp đạp, không phải vừa đạp vừa dặn. Đó. Yeah, vừa đạp vừa dặn nha. See, nhẹ ha. Đó, đó. When you do that, you, when you go up the hill. Okay. Yeah, chừng nào đi lên cao con. Chưa đi lên nó sắp sắp. Trời ơi, dặn hoài vậy. Okay, good, đi nào. He like it. Chỉnh lại chút. Rồi, good. Bây giờ nó đạp nhẹ chưa, những chân nữa kìa. Thì đó, cái chân đạp quá trời là biết rồi đó. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Where you going, man? You can do it. Yeah. Wow. Wow. Đi đi là nó đi vòng lên. Trời ơi, ảnh thấy ghê vậy hả? Mà cái đó còn nhẹ. Anh chạy sung quá. Đi lên à. Chạy sung quá. You can turn. Yeah. Good job. Trời ơi, chạy ghê hả? Chạy bán ra lên trên cái hiệu luôn. Good job. Ghê thiệt luôn. You still have to seven. Look in the back. You still have to see. You have to go all the way up. All the way up here, see? Yeah. Behind. Wow. You can go up the hill easy. One more. Trời ơi. Quá khổng bài. Good job đi lần. Now you can go up the hill. Xăm mình ghê luôn á. Yeah. Ủa ghê thiệt. Thử luôn. Quên đẹp cái hình vật trên đó. Đây đi lên. Đi lên. You go up the hill. Wow. Go, go, go like that. No, don't go straight. Yeah, go go like this đi lên. Ngang 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 nhìn nè. Look at daddy. Đi lên. Em lên đi. Đi lên look daddy. Thôi, em nặng lắm. Đi lên nhìn ba kìa. Ba chạy kìa. Đó, ba chạy ngang ngang đi lên nha, thấy không? Đi chạy ngang ngang đó. See? He go like this. He not go like straight like this. You see? Từ 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 từ. Rồi. Trời ơi. What's your name? Look at your name. Right here.
W. Để nữa mommy làm lại. Mommy, don't put this sticker on. Ok. Ok. Để mommy loại mua loại của dán xe. Yeah. Đúng rồi đó. Yeah. Wow. 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 Woo. Trời ơi, chạy xe đạp thường thôi đó nha, bạn vậy đó. Đi mà xe đạp điện coi lên trên luôn á. Wow, giỏi quá. Woo. Trời ơi. Wow. Hai chạy giỏi hả? Trời ơi, súng kìa. Súng. Yeah, wow. Wow. Rồi, turn, rồi. Từ từ, yeah. từ, slow down, yeah, 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 yeah. Đúng rồi đó. Rồi đi. Trời ơi, anh hai chạy dữ ta. Hai chung tỉnh bơ luôn. Này là làm gì chung chứ vậy? Chung bà đó. Tỉnh bơ luôn, tôi nói là up the hill, tôi nghĩ là nó kêu chạy đây đâu. Nó ừ. Lắc là đi, đi về, về đó. Ừ. Trời ơi, nhìn anh chạy phân khối luôn nè. Chuẩn bị lên núi rồi nè. Bảo đảo luôn á, tiểu bị luôn luôn. Ôi. Ôi, 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 wow, 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 wow. Ây da, đau chừng quá. Tại vì em đang định quay lại cái ý đó, ai nhờ nó ba chạy ngược lại. Em lấy chân để xuống thôi mình đi. Dứng lên. Wow, oh my god. Trời ơi, hai chạy dữ vậy ta. À, đi quanh lại luôn. Ôi ơi, đừng nói đi xuống này hiểu nữa nha. Ôi chừng nha con. Trời ơi. Trời ơi dữ không. Trời ơi. Trời ơi vậy. Chạy dữ luôn rồi, chạy trên cỏ luôn. Xe đạp bình thường đó nha bạn. Chứ không phải là, chứ không phải là xe đạp điện đâu nha. Xe đạp bình thường đó nha, chứ không phải xe đạp điện nha. Trời ơi nó hơi chạy kìa. Trời ơi hì 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 luôn nè. Uống nước không? Uống nước à? Đi vô này uống nước đây. Đi qua đời. Đi qua đời kia. Trời ơi, sung nữa. Trời sung quá rồi. Đi nữa kìa. Trời ơi. Bốn rồi mày. Trời ơi. Trời ơi sung kìa. Xe đạp mới rồi. Trời ơi đúng rồi sung nghe luôn. Nhưng mà làm sao nhớ cho đeo helmet nha. Chứ không có công nhiều khi nó sung sung dữ đó. Cao quá. Sung gì đó nhiều khi nó té. Mấy tay chân không gì mà chạy tay chân phải chạy tay chân không sao mà. Cái đầu mà. Rồi bạn kia đi, để nắng lắm. Về nắng rồi đi. Đây chút sớm đi, không biết đây. Gì mà anh sung dữ nha anh đi lên. Trời ơi ghê quá. Trời ơi. Ôi ôi. Đó chưa. Biển đường nó của nó rồi. Ui 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 đánh mất cười quá. Trời ơi. Kiếm quá. Đánh mất cái gì, cái đi vô nhà thằng đó sao này xem. Ghê quá. Cái vòi gì? Anh nói thằng đó nó cái giọng cái tiếng nói nó giống như cái người trong trường học đó. Lên.
dành rồi đó. Dữ quá. Xe đã, có phần nhúng của đồ trước nè. Ở đây bà mình có cái nhúng nào. Ông mẹ có chạy đâu nhúng. Ông mẹ có chạy đâu nhúng. Ba mẹ chỉ có dặn thôi. Rồ máy lên. Chuồng nó rồi. Đó, nhiều khi con đi hết mấy chỗ nào quẹo quẹo là con không thấy đường á. Đó, Quyền. You see, what you turn, you don't see. Quyền. Anh ba, bữa nào anh ba chạy xe đi anh ba. Anh ba ngồi hoài vậy anh ba.